Kính chào các bạn, trong video này kênh Cờ Tướng Tinh Hoa sẽ gửi tới các bạn một ván cờ đánh trên Thiên Thiên Tử Kỳ cho ngày 16 tháng 7 năm 2024 của danh thủ Mạnh Thần, đương kim vô địch của cờ tướng thế giới. Kính mời các bạn cùng đón xem một ván cờ mà Mạnh Thần sẽ cầm bên đỏ đi tiên.吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 吃 将军 吃 吃
吃 吃 吃 将军。 吃 吃 吃 将军。
将军。Và tiếp theo là phần cờ cho lên tướng đến từ bên đỏ của mệnh thần. Đây là một lực cờ sai lầm khiến cho bên đỏ bị tấn công rất mạnh về sau. Bên đen lập tức là phần cờ cho binh 1-1 để phá sĩ ngay. Các bạn thấy ngay không thể ăn sĩ qua bị phần cờ cho mã 2-4 chiếu tướng ngay và bắt pháo của bên đỏ. Hình cờ trên thì bên đỏ sẽ thua về sau. Các bạn sẽ cùng xem tiếp diễn biến trong hình cờ tiếp theo.吃。 将军。
将军。吃。将军。吃。Tới hình cờ trên, sau phần cờ cho thả ma con lộ 6 để khóa tướng của bên đỏ thì bên đỏ đứng im đã phải buông cờ xin thua. Một ván cờ rất bất ngờ khi một sai lầm đến từ danh thủ mạnh thần đã khiến anh phải bại trận trước một kỳ thủ giang hồ. Kính chào và hẹn gặp lại các bạn.